Bà Phương Hằng vạch trần sự thật về thầy Minh Tuệ và những góc khuất của giới tu sĩ. Mến chào quý vị và các bạn đã quay trở lại trên kênh Vạn Điều Hay, nơi chia sẻ những kiến thức bổ ích về tin tức, đời sống và xã hội. Kính thưa quý vị, vào ngày 19 tháng 9, thông tin về việc bà Nguyễn Phương Hằng được ân xá trước hạn, giảm 3 tháng án tù đã trở thành chủ đề được bàn tán rôm rả trong dư luận. Điều này thu hút sự chú ý từ nhiều người, và trong số đó, không ít những người hâm mộ bà đã tôn vinh bà như một người anh hùng vì những việc bà đã làm trước đây. Tuy nhiên gần đây, bà Phương Hằng lại tiếp tục trở thành tâm điểm của dư luận với hàng loạt những hành động gây chú ý. Đầu tiên phải kể đến sự kiện bà Phương Hằng quyết định miễn phí toàn bộ vé vào cửa cho khu du lịch Đại Nam, tỉnh Bình Dương vào ngày 29 tháng 9. Hành động này đã khiến người dân Bình Dương và các tỉnh lân cận ùn ùn kéo về tham quan, gây nên cảnh tượng đông đúc chưa từng có. Chưa dừng lại ở đó, mới đây, một đoạn video ghi lại cảnh bà Phương Hằng xuất hiện và chia sẻ trước đám đông, được cho là diễn ra trong khuôn viên khu du lịch Đại Nam, tiếp tục gây ra làn sóng tranh cãi trong dư luận. Điều đáng chú ý trong nội dung cuộc trò chuyện là bà Phương Hằng đã nhắc đến tên của thầy Minh Tuệ. Chỉ cách đây không lâu, thầy Minh Tuệ đã thu hút sự chú ý rộng rãi của cả nước với hành trình đi khất thực xuyên Việt đầy ý nghĩa. Tuy nhiên, bà Phương Hằng lại khẳng định sẽ tiết lộ những góc khuất chưa từng được biết đến về thầy Minh Tuệ cũng như về giới tu hành. Bà bắt đầu cuộc trò chuyện bằng lời khẳng định rằng bản thân mình đang đứng trên đỉnh cao và vẫn sẵn sàng chơi trong cuộc chơi này. Bà tuyên bố sẽ chia sẻ mọi điều mình biết để đưa ra ánh sáng những bí mật mà dư luận chưa hề biết tới. Cách bà Phương Hằng đưa ra câu chuyện luôn xoáy sâu vào những vấn đề nhạy cảm và thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng. Theo bà Hằng, một nửa dư luận hiện nay ngưỡng mộ thầy Minh Tuệ, trong khi nửa còn lại phản đối thầy. Bà Phương Hằng khẳng định mình sẽ đưa ra các bằng chứng để chứng minh thầy Minh Tuệ đúng hay sai ở đâu. Trong lời chia sẻ, bà cũng không ngần ngại nói thẳng rằng những người tu hành thực chất chỉ đang tu cho bản thân họ, không phải cho người khác. Bà đưa ra quan điểm rằng nhiều người ngưỡng mộ thầy Minh Tuệ vì sự giản dị, khiêm nhường, việc không nhận của cải hay tiện nghi từ người đời. Nhưng bà lại cho rằng điều đó chỉ là tu vì bản thân mà thôi. Bà Phương Hằng còn nói thêm rằng những Phật tử cúng dường cho chùa chỉ là để giúp những người tu hành đạt đến quả vị chánh quả, chứ bản thân Phật tử không hề được ban phước. Theo bà, việc con người có được phước hay không không phải do cúng bái các thầy tu, kể cả thầy Minh Tuệ, mà do chính những hành động thiện lành như giúp đỡ người khó khăn, bệnh tật, đóng góp cho xã hội và không gây hại cho người khác. Bà cũng khuyên rằng thay vì tôn sùng thầy Minh Tuệ, một người không liên quan đến mình, thì hãy tôn trọng, yêu thương cha mẹ, tổ tiên và quê hương của mình. Theo quan điểm của bà Hằng, những người tin vào giới tu hành, đặc biệt là phụ nữ, rất dễ bị mù quáng và bị lôi kéo bởi những chiêu trò tinh vi của các thầy tu. Bà chia sẻ rằng chính bản thân bà đã từng trải qua những lần bị các thầy tu thả tim liên tục trên mạng xã hội. Bà cho rằng một số thầy tu đã nhìn thấy ở bà mỏ vàng và tìm cách khai thác bà. Bà Phương Hằng cũng kể rằng đã có một thầy tu nhắn tin cho bà, ban đầu xưng hô là thầy con một cách kính trọng, nhưng sau đó dần dần chuyển sang thầy em. Điều này khiến bà nhận thấy sự không trong sáng và mục đích tiềm ẩn của thầy tu này. Tuy nhiên, bà Phương Hằng khẳng định mình đủ tỉnh táo để nhận ra và không bị lừa bởi những lời dụ dỗ như vậy từ một bộ phận giới tu hành. Bà cho biết mình muốn chia sẻ những điều này để cảnh tỉnh dư luận và giúp mọi người tránh khỏi những cạm bẫy. Ngay lập tức, những phát ngôn này của bà Nguyễn Phương Hằng đã tạo nên những luồng ý kiến trái chiều. Bên cạnh một số người đồng tình với quan điểm của bà, rất nhiều ý kiến phản đối đã được đưa ra, đặc biệt là về thầy Thích Minh Tuệ. Một người dùng mạng xã hội đã bình luận: "Nước sông không phạm nước giếng chị ơi, chúng tôi yêu thương chị, ngưỡng mộ chị và chúng tôi cũng kính trọng thầy Minh Tuệ. Chị và thầy đều có những giá trị riêng, không nên đụng chạm lẫn nhau. Chị giúp chúng tôi nhận ra thế giới này vẫn còn có người tốt, lòng bao dung và yêu thương."
Cũng có người khác thì bình luận: thầy Minh Tuệ không nhận tiền cúng dường, không sân si. Có người tác động thầy sưng cả miệng, thầy vẫn chúc phúc cho họ. Vậy mà bà lại chỉ trích thầy. Bà nên biết rằng những lời nói của mình có thể mang đến những hậu quả nghiêm trọng. Có nhiều ý kiến chỉ trích gay gắt hơn, cho rằng người đàn bà này chỉ muốn mình là trung tâm, là số một, muốn người khác phải tôn sùng. Bà bị ngáo tiền, ngáo danh và ngáo cả sắc nữa. Cái nết đánh chết không bỏ được. Bà nên bớt nói những chuyện không liên quan đến mình đi. Đừng để những lời nói mang họa vào thân. Ngoài ra, cư dân mạng còn đào lại những đoạn video của ông Huỳnh Uy Dũng, chồng của bà Nguyễn Phương Hằng, khi ông từng có những chia sẻ về thầy Minh Tuệ. Sự kiện này đã diễn ra tại khu du lịch Đại Nam, nơi ông Dũng là chủ, và nội dung của video này cũng gây ra nhiều tranh luận trong dư luận. Ông Dũng cho biết, người thầy ngồi thiền trong chùa kia liệu có khác gì chúng ta? Chúng ta đang sống giữa đời thường, vất vả với công việc, gia đình, mà lại nghe theo người khác, rồi bỏ tất cả để ngồi thiền trong 5 ngày, 3 ngày mà chẳng thu được gì cả. Trong khi đó, bản thân chúng ta chưa đủ phước, chưa đủ tuệ và chưa đủ đức thì cũng chưa thể hoàn thiện. Như vậy chẳng khác gì tự đẩy mình vào con đường rối loạn tâm trí, tàu hỏa nhập ma. Tôi nói điều này với lòng thành thật nhất, không có thiện đâu. Đừng cố gắng làm điều mà chúng ta chưa hiểu rõ, vì nó chẳng mang lại lợi ích gì cho các bạn. Thay vào đó, hãy lấy giới luật, nhân quả làm kim chỉ nam cho mọi hành động, để khi quyết định một việc gì đó, ta biết được điều đó đúng hay sai trên nền tảng của bát chánh đạo. Mọi hành động đều phải dựa trên cái nền của nhân quả, vì không có gì vượt qua được quy luật đó. Hãy luôn thành tâm tự vấn bản thân, xem mình còn thiếu sót nào để tự hoàn thiện. Nhân nào ta gieo hôm nay, quả ấy sẽ đến vào ngày mai. Ông Dũng Lò Vôi cũng từng tâm sự rằng, đừng bao giờ bỏ bê gia đình, con cái, cha mẹ đang mong ngóng mình ở nhà, để rồi chạy theo thiền với thầy Minh Tuệ làm gì. Thầy tu là phước cho thầy, chúng ta tu mới là phước cho mình. Nhân quả không ai có thể can thiệp, kể cả là Đức Phật. Ai gieo nhân gì thì sẽ gặt quả đó. Không phải cứ làm điều sai rồi chạy vào chùa nhờ ông thầy cúng để hóa giải là xong. Những quan điểm này của ông Huỳnh Uy Dũng khá tương đồng với bà Nguyễn Phương Hằng khi nói về thầy Minh Tuệ. Cả hai người đều cho rằng không nên chạy theo các vị thầy tu, vì họ chỉ tu cho bản thân họ mà thôi. Phước họ họ hưởng, còn chúng ta muốn có phước thì phải tự tu, tự tạo ra. Tuy nhiên, cách diễn đạt của ông Huỳnh Uy Dũng có phần khách quan và nhẹ nhàng hơn, không mang tính chỉ trích gay gắt như vợ của mình. Bà Phương Hằng từ trước đến nay nổi tiếng với phong cách nói thẳng, không kiêng nể ai. Và sau 2 năm thụ án, bà dường như vẫn giữ nguyên phong cách đó, không hề thay đổi. Mặc dù bị kết án và phải chịu cảnh tù đày, bà Nguyễn Phương Hằng vẫn nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ một số bộ phận dư luận. Họ ngưỡng mộ sự thẳng thắn của bà, dám động chạm vào những vấn đề nhạy cảm, không ngần ngại tuyên chiến với những người có tầm ảnh hưởng và vạch trần những góc tối của xã hội. Bên cạnh đó, với tiềm lực tài chính dồi dào, hai vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng cũng thường xuyên tham gia vào các hoạt động từ thiện, giúp đỡ người nghèo, người khốn khó trong cuộc sống. Điều này khiến nhiều người không khỏi kính phục. Tuy nhiên, bà Phương Hằng đã sai lầm khi để lời nói của mình đi quá xa, dẫn đến những án phạt tù vì tội vu khống, bôi nhọ danh dự người khác, khiến dư luận bị dẫn dắt sai lệch. Sau khi ra tù, cuộc trò chuyện đầu tiên của bà Phương Hằng đã khiến hình ảnh của bà bị giảm sút đáng kể trong mắt nhiều người. Việc bà động chạm đến những bậc chân tu như thầy Thích Minh Tuệ đã làm dấy lên làn sóng phản đối mạnh mẽ. Nhiều người trước đây ủng hộ bà, nay đã nhìn bà với con mắt khác, mang tính tiêu cực hơn. Hóa ra những hành động tốt đẹp, thẳng thắn bóc trần tiêu cực của bà trước đây chỉ là cách để bà tự đánh bóng tên tuổi, tạo dựng hình ảnh cho chính mình. Trong những phát ngôn gần đây, bà Nguyễn Phương Hằng thể hiện một sự tự tin quá mức, đến mức tự coi mình là chân lý, luôn đứng trên đỉnh cao nhìn xuống người khác. Suy nghĩ này cho thấy một sự mù quáng về quyền lực, khiến nhiều người hâm mộ bà trước đây cảm thấy vô cùng thất vọng. Sau buổi live stream đầu tiên kể từ khi bà ra tù, bà Phương Hằng bất ngờ thông báo ngừng làm từ thiện và ngừng live stream trên tất cả các phương tiện truyền thông từ đây về sau. Lý do bà đưa ra là vì sức khỏe và mong muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Tuy nhiên, có vẻ như bà chỉ tạm dừng live stream mà thôi, còn việc tiếp xúc với khán giả qua các kênh khác
vẫn tiếp tục diễn ra. Điều đó cho thấy bà vẫn còn yêu thích việc nói lên quan điểm của mình, vẫn muốn được lắng nghe và thể hiện bản thân. Thiết nghĩ sau khi trải qua thời gian thụ án, bà Phương Hằng nên điềm tĩnh lại, suy ngẫm về những sai lầm của mình, không nên tiếp tục có những phát ngôn quá khích để rồi một lần nữa đi vào vết xe đổ cũ. Việc đụng chạm đến những vấn đề nhạy cảm như thầy Thích Minh Tuệ chỉ khiến bà bị mất điểm trong mắt công chúng mà thôi. Các bạn nghĩ sao về những phát ngôn này của bà Nguyễn Phương Hằng, đặc biệt là liên quan đến thầy Thích Minh Tuệ? Hãy để lại bình luận phía bên dưới video này quý vị nhé. Trong phần tiếp theo của chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị những tin tức mới nhất về buổi khất thực sáng nay của thầy Minh Tuệ. Những khoảnh khắc bình dị nhưng chứa đựng bao ý nghĩa sâu xa trong hành trình khất thực quen thuộc của thầy đã không ngừng mang lại nhiều xúc động cho bà con gần xa. Trước khi chúng tôi tiếp tục với các diễn biến chi tiết trong buổi khất thực này, xin mời quý vị dành ít phút để nghe qua những thông tin mới nhất từ chú Ba Tèo núi Sạn về tình hình hiện tại của thầy Minh Tuệ. Vào chiều tối ngày 13 tháng 10, có một số thông tin vô cùng mới mẻ và đáng chú ý được lan truyền. Người dân trong xóm, có nghĩa là những bà con đã quen biết, chia sẻ rằng sáng nay khi thầy Minh Tuệ tiếp tục buổi khất thực của mình, một số bà con trong xóm đã đến đảnh lễ thầy và cúng dường cho thầy. Điều đặc biệt trong buổi sáng hôm nay là thầy Minh Tuệ đã tiết lộ với những người dân trong xóm rằng vào ngày 15 âm lịch này, thầy sẽ giải đáp mọi thắc mắc của bà con. Đây là một thông tin hết sức bất ngờ, được chia sẻ trực tiếp từ thầy Minh Tuệ và ngay lập tức trở thành tâm điểm của sự quan tâm trong xóm làng. Mặc dù không thể xác nhận hoàn toàn về độ chính xác 100%, nhưng nguồn tin này được coi là rất đáng tin cậy khi chính những người dân trong xóm đã nghe trực tiếp từ thầy Minh Tuệ. Một người dân luôn gắn bó và quan tâm đến câu chuyện của thầy Minh Tuệ đã không ngần ngại chia sẻ thông tin này cho các cô chú, anh chị em và những ai yêu mến hạnh tu của thầy. Đây là một tin tức rất quan trọng, bởi người này cho biết trên Gia Lai, tất cả các thủ tục liên quan đến công ty Thiên Định Tuệ đều sắp được hoàn thiện. Từ bảng hiệu đến cờ đều đã được treo lên, mọi việc gần như đã hoàn tất. Thông tin này được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội và người này cho biết đã cảm ơn nhiều người cùng nhau chia sẻ tin tức, đặc biệt là anh Trần Thanh và bạn Nguyễn. Nguồn tin này bà con chỉ mới nhận được và bạn này đã lập tức chia sẻ với mọi người. Đây không phải là một câu chuyện bịa đặt hay thêu dệt để gây ra sự chú ý, mà thực sự có bằng chứng cụ thể từ những người dân trong xóm. Với sự tin tưởng và yêu mến đặc biệt dành cho thầy Minh Tuệ, đã khẳng định rằng thông tin này là chính xác và đáng tin cậy. Vì em này rất quan tâm đến câu chuyện và hạnh tu của thầy Minh Tuệ, mọi thứ đều rất rõ ràng. Tin nhắn từ bà con trong xóm xác nhận rằng thầy Minh Tuệ có thể sẽ rời khỏi Vĩnh Phương vào ngày 15 âm lịch. Câu chuyện về thầy Minh Tuệ luôn là tâm điểm của sự quan tâm, không chỉ vì hành trình khất thực xuyên Việt đầy ý nghĩa của thầy, mà còn bởi cách thầy sống giản dị, tu hành chân chính, luôn khiến người dân khâm phục. Sức khỏe và hành trình của thầy là điều mà mọi người luôn theo dõi sát sao và rất thường xuyên cập nhật tình hình sức khỏe của thầy để bà con luôn được an tâm. Thật đáng mừng khi thông tin này một lần nữa mang lại tín hiệu tích cực rằng thầy vẫn khỏe mạnh và tiếp tục hành trình tu tập của mình. Ngoài ra còn một thông tin đầy thú vị khác mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị. Có thể xem đây như một tin vui đặc biệt xuất phát từ chính anh Út Thìn. Vào ngày hôm qua, anh và một nhóm người đã tổ chức dọn dẹp khu vực bờ suối, một nơi có phong thủy đẹp tuyệt vời, thanh tịnh và hài hòa với thiên nhiên. Đáng chú ý là khi anh Út Thìn bắt đầu trên kênh YouTube của mình, chưa một lần nào anh đặt hình ảnh của thầy Minh Tuệ lên kênh. Nhưng hôm nay, hình ảnh thầy Minh Tuệ với tư thế chắp tay trang nghiêm đã xuất hiện nổi bật trên video mới nhất như một lời nhắn nhủ sâu sắc đến tất cả mọi người. Có lẽ khu vực bờ suối này chính là nơi mà thầy Minh Tuệ chọn làm điểm dừng chân cho hành trình tu tập của mình. Dòng suối chảy róc rách, len lỏi qua những khe đá, tạo nên những âm thanh nhẹ nhàng, êm dịu như du ngủ đến từ thiên nhiên. Nước suối trong veo mát lành, có thể nhìn rõ từng viên sỏi dưới đáy. Không gian xung quanh thật tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió xào xạc qua những tán cây xanh tươi, tạo nên một khung cảnh vừa thoáng đãng vừa thanh tịnh. Không khí nơi đây trong lành và tươi mới, mang đến cảm giác yên bình và thư thái cho bất kỳ ai có dịp ghé qua. Mỗi cơn gió thoảng qua, mang theo hương thơm của cỏ cây, khiến lòng người cảm nhận được sự trong trẻo, tinh khiết của thiên nhiên. Nơi đây dường như là một chốn lý tưởng cho những ai muốn tìm lại sự bình yên trong tâm hồn,
một nơi dừng chân hoàn hảo cho hành trình tu tập của thầy Minh Tuệ, mang lại niềm hy vọng và sự mong chờ lớn lao cho tất cả các Phật tử đang theo dõi thầy. Thật khó có thể diễn tả hết được vẻ đẹp thanh bình và yên ả nơi đây, một bức tranh thiên nhiên sống động mà con người có thể hòa mình vào để cảm nhận từng hơi thở của đất trời. Không gian tĩnh lặng hoang sơ này như một chốn lý tưởng, nơi mà mọi tiếng động đều lùi xa, để lại sự tĩnh lặng hoàn hảo, giúp con người tách biệt khỏi những ồn ào, bộn bề của cuộc sống, tìm về với bản ngã. Sự kết nối sâu sắc với tự nhiên này không chỉ giúp thanh lọc tâm hồn, mà còn là cơ hội quý giá để từng giây phút trôi qua trở thành một thời điểm tuyệt vời cho sự tự chiêm nghiệm và giác ngộ. Thiên nhiên hoang sơ mà thanh tịnh này tạo điều kiện để những người ngồi thiền như thầy Minh Tuệ dễ dàng hướng về sự bình an bên trong và cảm nhận sự tương thông với vũ trụ. Kính thưa quý vị, trong những diễn biến mới nhất về buổi khất thực ngày 14 tháng 10, như thường lệ, thầy Minh Tuệ lại xuống núi vào buổi sáng, mang theo sự an nhiên của từng bước chân của một người tu hành giản dị. Trên hành trình ấy, thầy tình cờ gặp một đôi vợ chồng trẻ khoảng 30 tuổi đã có mặt trên núi từ sớm để thăm dãy. Người vợ mang theo hai giỏ đồ, một trong đó chứa thức ăn và nước uống đã chuẩn bị kỹ càng. Khi nhìn thấy thầy Minh Tuệ, họ vui mừng reo lên: "Thầy ơi, thầy ơi!" Thầy khẽ dừng lại, ánh mắt từ bi hỏi nhẹ nhàng: "Hai vợ chồng đi đâu mà sớm vậy?" Họ đáp: "Dạ, chúng con đi thăm dãy trên núi." Thầy không nói gì thêm, chỉ mỉm cười và đáp lại bằng câu "A Di Đà Phật". Đôi vợ chồng ấy lấy từ giỏ ra hai củ khoai lớn và đưa cho thầy. Thầy Minh Tuệ nhẹ nhàng từ chối: "Mọi người cho con rồi, vậy lấy gì để mọi người ăn?" Nhưng họ đã chuẩn bị sẵn nhiều thức ăn từ sáng sớm, vì mỗi lần lên núi, họ thường nấu rất nhiều khoai lang. Người vợ tươi cười, mở giỏ ra và trao tận tay thầy hai củ khoai to. Thầy Minh Tuệ cảm kích nhận lấy, chúc phúc cho đôi vợ chồng, rồi tiếp tục xuống núi. Những bước chân của thầy Minh Tuệ nhẹ nhàng hòa vào trong không khí trong lành của buổi sáng, mang theo niềm vui giản dị và sự thanh thản. Tiếp tục cuộc hành trình, thầy đến gần trạm điện, nơi một bà cụ và người cháu trai đã đợi thầy từ rất sớm. Khi thấy thầy Minh Tuệ xuất hiện, hai bà cháu vui mừng gọi to: "Thầy ơi, thầy ơi!" Sáng nay họ đã chuẩn bị kỹ càng những đồ ăn để cúng dường cho thầy Minh Tuệ. Cháu trai mang theo một cái bọc lớn, trong đó có hai hộp cơm chay mua từ chợ cùng món mì xào chay. Sau khi nhận phần cúng dường, bà cụ còn nhờ cháu ra sau nhà chặt hai trái dừa tươi đặt vào bọc để cúng dường cho thầy Minh Tuệ. Thầy Minh Tuệ mỉm cười cảm ơn bà cụ và cháu trai vì tấm lòng thanh kính của họ. Khi thầy chuẩn bị quay về núi, bất ngờ từ xa, cách đó vài trăm mét, một nhóm bà con đã gọi lớn: "Thầy ơi, thầy ơi!" Thầy dừng lại và tiến tới chỗ họ. Trong đó có một ông cụ sống ở gần đầu hẻm. Sáng nay vợ ông bận bán xôi nên nhờ ông cúng dường thay mình. Ông cụ dâng lên thầy Minh Tuệ một hộp xôi mặn và một hộp xôi tím, kèm theo bánh phồng gói bằng lá chuối. Ông cụ trao phần cúng dường bằng tấm lòng thành kính, cúi đầu trước thầy, tay chạm nhẹ vào y phấn tảo của thầy. Sau ông cụ, lần lượt các cô bác khác trong khu vực cũng đến để dâng lễ cúng dường. Không ít người trong số họ xúc động, có người còn không kìm nổi nước mắt trước những khoảnh khắc trang nghiêm ấy. Nhiều người mang theo khoai mì, khoai từ để cúng dường cho thầy. Một số cô bác không biết phải mua gì, đã ghé ngang những gánh hàng đồ chay ngoài đường, chọn những món ăn mà thầy thường thích để dâng lên. Nước suối cùng những món ăn truyền thống như bánh tằm, bánh hỏi chay, thậm chí cả bánh xèo cũng được bà con chuẩn bị chu đáo. Đặc biệt, một số người còn cúng dường một bọc trái cây rất lớn, bên trong là chôm chôm, măng cụt và hai trái thanh long to tròn. Anh Đen, người luôn đi theo thầy để hỗ trợ, đã cẩn thận gom hết những món đồ ăn mà bà con cúng dường cho thầy và bỏ vào trong bọc riêng của mình. Thầy Minh Tuệ chỉ dùng những món mà thầy đã nhận qua duyên lành từ trước để trong nồi cơm điện. Những món bà con cúng dường ở bên ngoài thì thầy thường không nhận, ngoại trừ một số người già cả như ông cụ lớn tuổi. Sáng nay cũng vậy, khi có người mang đến một hộp bánh có nhân kem mua từ siêu thị, thầy đã từ chối nhẹ nhàng, giải thích rằng bánh này có chứa đồ không chay, một nguyên liệu không phù hợp với hạnh tu của thầy. Thầy Minh Tuệ rất thận trọng, không phải vì không cảm kích lòng thành của bà con, mà vì quy tắc chay tịnh và thuần khiết là một phần quan trọng trong con đường tu hành của thầy. Tuy nhiên, thầy vẫn giữ nụ cười hiền từ, cảm ơn và giải thích cặn kẽ để Phật tử hiểu rõ lý do. Đồng thời,
khéo léo nhờ anh Đen giữ lại hộp bánh để bà con không cảm thấy bị từ chối thẳng thừng. Sau khi nhận lễ cúng dường, thầy Minh Tuệ không quên nhắc nhở bà con giữ gìn giới luật, sống hướng thiện và tu tập tại gia. Lời nhắn nhủ giản dị nhưng sâu sắc của thầy vang lên, khuyên mọi người không làm điều ác, giữ tâm lành và phát triển lòng từ bi. Những câu A-di-đà Phật từ thầy và cả bà con vang lên trong không gian yên bình, tạo nên một khung cảnh đầy an lạc và gần gũi. Sáng nay thầy Minh Tuệ trông rạng rỡ hơn bao giờ hết, với nét mặt vui tươi, trẻ trung. Nhiều bà con thì thầm với nhau rằng thầy trông trẻ hơn hẳn, đôi mắt đã không còn quầng thâm và làn da sáng đầy sức sống. Người dân nơi đây từ lâu đã quen với hình ảnh của thầy Minh Tuệ đi khất thực, nhưng nay thấy thầy trở lại với sức khỏe tốt hơn, ai nấy đều cảm thấy nhẹ nhõm và an lòng. Khi thầy rời đi, ánh mắt của nhiều người vẫn còn dõi theo từng bước chân của thầy, cho đến khi hình ảnh của thầy khuất dần sau những ngọn núi. Họ tiếp tục ở lại, trao đổi với nhau về những món đồ cúng dường, chia sẻ niềm vui khi có cơ hội gặp thầy và gửi gắm tấm lòng qua những món quà nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa. Kính thưa quý vị, rất ít ai biết rằng trong suốt thời gian dài ẩn tu của thầy Minh Tuệ tại xã Vĩnh Phương, Nha Trang, bên cạnh sự hỗ trợ từ phía cơ quan chức năng và những người có quyền hạn, vẫn luôn có một người âm thầm đồng hành cùng thầy, đó chính là anh Đen, một hộ pháp tận tụy, lặng lẽ nhưng đầy trách nhiệm, đã gắn bó với thầy Minh Tuệ trong suốt hành trình dài. Sự hiện diện âm thầm của anh Đen được thầy Năm chia sẻ như một câu chuyện hiếm người biết đến, một câu chuyện đằng sau bức màn giản dị của hành trình tu tập của thầy Minh Tuệ. Mời quý vị và các bạn lắng nghe về câu chuyện của người hộ pháp này. Anh Đen không thích sự xuất hiện trên video, không muốn được ghi hình hay công khai. Anh chỉ lặng lẽ, mỗi ngày đều chăm sóc và hỗ trợ cho thầy Minh Tuệ, từ những việc nhỏ như lo liệu hậu cần đến những công việc cần sự hỗ trợ tận tình. Theo lời thầy Năm, anh Đen đã gắn bó với thầy từ hơn 10 năm trước, không chỉ là đệ tử mà còn là người hộ pháp trung thành của thầy. Khi thầy Minh Tuệ về Vĩnh Phương để tu tập, anh Đen cũng là người âm thầm sát cánh bên thầy, lo toan từng chi tiết nhỏ trong đời sống hàng ngày. Đối với nhiều bà con trong khu vực, có lẽ họ không hiểu vì sao anh Đen lại có thể được phép lên núi hàng ngày đồng hành cùng với thầy Minh Tuệ. Thực tế, anh Đen không chỉ là một người bình thường mà còn là một người hộ pháp đặc biệt, người đã sát cánh bên thầy Năm và thầy Minh Tuệ trong nhiều năm qua, luôn hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và hỗ trợ thầy Minh Tuệ trong suốt quá trình tu tập. Anh đã tạo dựng được niềm tin không chỉ từ thầy mà còn từ cơ quan chức năng. Hàng ngày, mỗi khi thầy Minh Tuệ chuẩn bị cho buổi khất thực, anh Đen đều đặn lên núi đón thầy xuống rồi cùng thầy đi. Trong quá trình khất thực, anh luôn sẵn sàng giúp đỡ, đặc biệt khi bà con cúng dường quá nhiều thức ăn. Khi nồi cơm điện của thầy đã đầy, anh Đen nhanh chóng chuẩn bị một bọc lớn để bỏ hết các đồ ăn cúng dường vào, giúp thầy nhẹ nhàng tiếp tục cuộc hành trình. Sau khi nhận lễ cúng dường, thầy thường dành thời gian trò chuyện với bà con, trong khi anh Đen kiên nhẫn chờ đợi thầy. Sau đó anh lại đồng hành cùng thầy quay trở về núi. Một điểm đặc biệt trong hành trình tu tập của thầy Minh Tuệ là thầy không ở một nơi cố định. Thầy vẫn di chuyển trong khu vực núi, nơi được chốt chặn và bảo vệ kỹ lưỡng, nhưng thường thay đổi chỗ ở để thuận tiện cho việc tu tập. Mỗi lần thầy di chuyển, anh Đen lại hỗ trợ thầy dựng chòi che mưa che nắng. Sự chân thành và nhiệt huyết của anh Đen đã chiếm trọn tình cảm của bà con trong vùng. Anh không chỉ là người hỗ trợ tận tụy mà còn trở thành người bạn thân thiết được mọi người yêu quý. Bà con ở đây xem anh Đen như một thành viên thân cận của thầy Minh Tuệ và quý trọng anh không kém gì thầy. Không phô trương, không cầu danh lợi, anh Đen đã chứng minh sự tận tâm của mình qua những hành động cụ thể. Nhiều người dân khi nhìn thấy anh được phép lên xuống gặp thầy Minh Tuệ mỗi ngày, thắc mắc vì sao anh lại được tin tưởng và trọng dụng đến như vậy. Thực tế điều này không phải là ngẫu nhiên mà có. Mối quan hệ thân thiết giữa anh Đen và thầy Minh Tuệ đã được xây dựng từ nhiều năm trước khi anh còn là đệ tử của thầy Năm. Nhờ cơ duyên đó, anh Đen đã có cơ hội tiếp xúc và giúp đỡ thầy Minh Tuệ, đặc biệt là trong những ngày đầu khi thầy mới bắt đầu hành trình tu tập tại núi Sạn. Sự thành công và an toàn trong suốt 3 tháng hạ vừa qua mà thầy Minh Tuệ tu tập tại đây không chỉ nhờ vào lòng nhiệt thành của bà con và sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương, mà còn phải kể đến sự đồng hành thầm lặng của anh Đen, người hộ pháp luôn đứng sau lưng thầy, sẵn sàng giúp đỡ mọi lúc mọi nơi. Dù không muốn xuất hiện trên máy quay, không mong cầu sự nổi bật hay vinh danh,
anh Đen vẫn luôn hoàn thành công việc của mình một cách lặng lẽ, với tinh thần trách nhiệm cao. Hy vọng rằng qua những năm tháng đồng hành cùng thầy Minh Tuệ, lắng nghe những lời giảng pháp từ bi của thầy, anh Đen sẽ luôn gặp may mắn và bình an trong cuộc sống. Những nguồn năng lượng tích cực từ thầy Minh Tuệ sẽ giúp anh nuôi dưỡng tâm thiện lương, giữ vững niềm tin và sự chân thành. Và nếu có duyên, anh Đen sẽ tiếp tục trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy trong hành trình tu tập của những vị chân tu trong tương lai. Hy vọng rằng câu chuyện về sự tận tụy và thầm lặng của anh Đen sẽ mang lại cho chúng ta nhiều cảm nhận sâu sắc về ý nghĩa của sự phục vụ không vì danh lợi mà vì lòng thành và sự cống hiến. Kính thưa quý vị, trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ lắng nghe câu chuyện từ chị Linh, người vừa mới tiết lộ rằng bản thân chị đã phải đối mặt với rất nhiều chỉ trích từ phía dư luận trong những ngày qua liên quan đến những ồn ào xoay quanh sư Minh Tuệ và gia đình chồng của chị. Chị chia sẻ rằng dù chị có nói đúng hay nói sai trong tình cảnh này, mọi thứ cũng đều bị hiểu lầm và bị biến tướng thành sai trái. Chính vì lẽ đó, chị Linh quyết định ngừng nói chuyện, ngừng đưa ra bất kỳ phát ngôn nào, để thời gian sẽ là người trả lời cho tất cả. Trong suốt thời gian gần đây, chị Linh đã phải hứng chịu không ít những lời công kích và bình luận trái chiều trên mạng xã hội. Điều này không chỉ ảnh hưởng tới cá nhân chị, mà còn gây ra xáo trộn trong gia đình nhà chồng. Nhiều lời lẽ chỉ trích gay gắt đã nhắm thẳng vào chị, làm xấu đi mối quan hệ giữa chị và những người thân trong gia đình, đặc biệt là những bình luận không mấy dễ chịu về phát ngôn của chị và anh Thìn, người chồng của chị. Trong đoạn video mới đây, chị Linh bộc bạch rằng: "Em thật sự không biết phải nói sao với mọi người. Suốt cả buổi sáng nay em đã bị chỉ trích rất nhiều. Tính em vốn thẳng, khi có điều gì làm em bức xúc, em đều nói thẳng ra. Nhưng giờ đây em nhận ra rằng dù em có nói đúng thì cuối cùng cũng sẽ bị hiểu sai hết cả. Vậy nên từ nay em sẽ không nói gì nữa, để thời gian tự nói lên tất cả." Qua chia sẻ này của chị Linh, ta có thể cảm nhận được sự bức bối và áp lực mà chị đang trải qua. Điều này không chỉ đến từ những lời phê phán bên ngoài, mà còn từ những vấn đề riêng tư trong gia đình, khiến chị trở nên mệt mỏi và cảm thấy bối rối. Sự căng thẳng này đã làm cho chị Linh không còn cách nào khác ngoài việc im lặng, giữ lại những suy nghĩ của mình để tránh những rắc rối không đáng có. Chị Linh đã quyết định dừng lại mọi bình luận liên quan đến những tranh cãi, không chỉ để bảo vệ bản thân khỏi những lời đàm tiếu, mà còn nhằm giảm bớt áp lực đè nặng lên gia đình của chị. Có thể nói đó là một quyết định không dễ dàng, nhưng trong hoàn cảnh này, có lẽ đó là cách tốt nhất để bảo toàn danh dự và tránh những rắc rối không cần thiết. Những lời tâm sự của chị Linh đã thu hút sự chú ý của nhiều người trên mạng xã hội. Không ít người đã bày tỏ sự cảm thông của chị và họ cho rằng trước sự tấn công của dư luận, đôi khi im lặng lại là vàng. Một khán giả đã bày tỏ: "Chị ơi, em hiểu cảm giác của chị, nhưng liên quan đến sư Minh Tuệ thì tốt hơn là chị nên nhẫn nhịn, giữ im lặng và kham nhẫn, đừng để người ta có cơ hội hại mình nữa." Những người ủng hộ chị Linh cũng khuyên chị nên tìm cách giữ bình tĩnh và tập trung vào những điều tích cực trong cuộc sống. Tuy nhiên, bên cạnh những lời ủng hộ, không thiếu những bình luận gay gắt trách móc chị Linh vì đã đem chuyện gia đình ra công khai, làm tổn hại hình ảnh của gia đình nhà chồng. Một số ý kiến còn cho rằng chị không nên tiếp tục lên tiếng bởi càng nói càng dễ sai lầm. Một người dùng mạng xã hội đã bình luận: "Chuyện gia đình chồng không nên đem ra bàn tán, càng nói thì càng sai. Tốt nhất là chị nên im lặng để bảo vệ bản thân và gia đình, tích phúc đức cho mình." Những lời nói chỉ trích này càng khiến chị Linh rơi vào vòng xoáy áp lực và căng thẳng. Nhìn vào câu chuyện của chị Linh, chúng ta có thể thấy rằng áp lực từ công chúng không chỉ ảnh hưởng đến một cá nhân mà còn tác động đến những người thân xung quanh họ. Là một người vợ, chị Linh phải đối mặt với sự cân bằng giữa việc bảo vệ bản thân và giữ gìn hình ảnh gia đình nhà chồng. Dư luận xã hội có thể trở thành một con dao hai lưỡi, làm người ta trở nên mệt mỏi, nhưng đôi khi cũng là động lực để họ trưởng thành, học cách đối diện với những thử thách trong cuộc sống. Câu chuyện của chị Linh không chỉ phản ánh nỗi đau của một cá nhân, mà còn mở ra một cuộc đối thoại rộng hơn về cách xã hội nhìn nhận và phán xét những lời nói, hành động của những người nổi tiếng trên mạng. Chúng ta cần nhận thức rằng mỗi người đều có quyền bày tỏ quan điểm và cảm xúc của mình, nhưng đồng thời họ cũng phải chịu trách nhiệm trước những lời mà mình nói ra. Điều này không chỉ đúng với chị Linh, mà còn đối với bất kỳ ai trong xã hội hiện đại. Việc lựa chọn im lặng trong một số trường hợp có thể là một biện pháp bảo vệ bản thân, nhưng đôi khi im lặng cũng có thể tạo ra nhiều hiểu lầm và những vấn đề khác. Chính vì thế,
sự thấu hiểu từ cả hai phía, những người chỉ trích và những người bị chỉ trích là vô cùng cần thiết để tạo ra một môi trường giao tiếp lành mạnh hơn. Quyết định của chị Linh là một quyết định cá nhân, phản ánh nỗi lòng và tâm tư của chị trong thời điểm hiện tại. Hy vọng rằng với thời gian, chị Linh sẽ tìm được sự cân bằng giữa việc thể hiện chính mình và giữ gìn danh dự gia đình, để từ đó chị có thể sống hạnh phúc và thoải mái hơn, không bị ràng buộc bởi những áp lực từ bên ngoài. Cuộc sống vốn dĩ không dễ dàng, nhưng với sự ủng hộ và thấu hiểu từ những người xung quanh, chị Linh chắc chắn sẽ tìm ra con đường riêng cho mình, không chỉ để bảo vệ bản thân mà còn để xây dựng một cuộc sống tốt đẹp, một cuộc sống bình yên, tránh xa những thị phi và ồn ào. Đôi khi trong cuộc sống, chúng ta phải đối diện với những áp lực từ nhiều phía, nhưng cũng từ đó mà chúng ta học được cách trưởng thành, biết lắng nghe và thấu hiểu hơn. Hy vọng rằng với những trải nghiệm này, chị Linh sẽ có thể vững vàng hơn, sống một cuộc đời an nhiên, không bị dao động bởi những con sóng dư luận. Trên đây, Và Điều Hay đã gửi đến quý vị và các bạn, bà Phương Hằng vạch trần sự thật về thầy Minh Tuệ và những góc khuất của giới tu sĩ. Nếu quý vị cảm thấy video này hay và bổ ích, xin đừng quên ấn like, đăng ký kênh và nhấn vào quả chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất trên kênh. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.